Cứ mở vô lấy lọ quẹt mặt á. Kêu nó lọ quẹt mặt rồi làm dễ nhắc giả rồi. Nói chung là chị tôn thẳng lắm không có. Có cảo ngồi sợ. Không thấy gì vậy? Thôi phan như người lớn biết mau chờ đợi. Lấy cái ghế cho mình. Căng lại vậy. Rồi căng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ nhé. Ủa đâu có đéo được gì vậy? Số 4. Đá lụa luôn, cây đá lụa. Nước mắm là ngon lắm á. Quay bóc rõi kìa. Quay sách của ta bóc. Ở đây là phải chiếc phòng dời. Mở bạn năm tháng thương tới chú luôn. Ngồi đứng dưới. Mày đứng yên hả? Bốc tiêu thổi. Hải. Bốc hành. Ấy nó vô nè. Quay lại coi. Thấy chưa? Rớt sạch sạch xong rồi. Chỉ cần có hai. Thank you.
hữu của mình. Nói là cụ đạo viên của chúng con đã đến 200 cụ đạo viên cộng với các em đạo viên
hiện tại bây giờ phải từ 240 em. Và trong đó thì cái người mẹ của đại gia đình đó, đó là giáo sứ Thống Nhất, người đã khai sinh ra Cà Đòn Thịnh Lê Sa. Và người cha đó chính là cha sở Paulo kính mến của chúng ta, là người đã dìu dắt và cùng đồng hành với Cà Đòn suốt một thời gian rất dài, 32 năm, và hành trình đó còn đang tiếp diễn. Cùng các em, cựu ca viên thân mến, thật là xúc động vì sung sướng khi nhìn thấy sự hiện diện đông đủ của các em về dự cái ngày họp mặt truyền thống hôm nay. Và đáng được biểu dương nhất đó là một số các em đã từ thành phố, từ các nơi xa xôi cũng tự về đây, tạo cho buổi họp mặt hôm nay một bầu sinh khí rất là vui tươi, sống động và ấm áp. Sự hiện diện của các em đã làm cho chúng ta nhắc nhớ là hồi xa xưa các em cũng đã có một thời ở trong Ca Đòn, cũng đã hy sinh rất nhiều, và chúng ta có những cái sinh hoạt tốt, những buổi dung mạo, đó là những cái việc mà những cái hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta có thể ghi nhận được. Mong rằng tất cả các em chúng ta ghi nhớ mãi những hình ảnh quý báu, tốt đẹp và đáng thương này. Và đặc biệt là chúng ta đừng quên nhau, chúng ta hãy nhớ nhau trong kinh nguyện, trong những giờ nguyện hàng ngày của chúng ta. Và hàng năm cứ 1 tháng 10 chúng ta xem như là ngày truyền thống để chúng ta có dịp về thăm lại giáo xứ Thống Nhất, người mẹ của chúng ta. Chúng ta có dịp thăm lại các cha, trong đó có người cha của đại gia đình chúng ta, đó là cha Paulo. Và cũng có dịp để cho anh ca trưởng đáng thương này có dịp để xem lại, để gặp lại tất cả các em và những người đã cùng học ta. Thật là hạnh phúc biết bao khi mà gặp lại được những gương mặt rất là thân quen, đã cùng với nhau thờ sát cánh bên nhau để phục vụ sứ đạo chúng ta. Mong rằng tất cả các em nên nhớ, và mỗi lần có ngày 1 tháng 10 chúng ta nhớ đầy đủ về đây. Hôm nay rất là phấn khởi vì dù là trời mưa, nhưng tất cả hai cha, hai sơ cũng như tất cả quý vị và các em cùng giáo viên cũng đã đến đông đủ, đó là một điều tích lệ lớn lao cho Cà Đòn Thịnh Lê Sa. Và nhắc khác một lần nữa, đặc biệt là năm 2008 tới đây, ngoài ra cái ngày 1 tháng 10 chúng ta còn một ngày lễ rất là trọng đại, đó là cái ngày lễ và ngày thánh lễ tạ ơn để mừng kiên thánh 50 năm đời linh mục của cha của đại gia đình của chúng ta, đó là cha Paulo. Và chúng ta đáng nhớ lúc đó chúng ta thành tựu thật là đông đủ về và cùng nhau lời ca tiếng hát dâng lên Chúa để rồi cầu nguyện và chia vui với cha sở của chúng ta trong ngày đó. Có lẽ trong tháng 8 mà không biết ngày 19 hay là tháng 8 gì đó thì sẽ báo sao. Và chúng ta có nhất trí không ạ? Nhất trí đó. Giờ đây con cũng xin giới thiệu đến hai cha hai sơ cùng toàn thể quý vị. Đây là cái nhóm ERD, dân tộc ERD cũng thuộc về Cà Đòn Thịnh Lê Sa, xin được ra mắt tất cả quý vị. Chúng ta cùng chào chào ấy xin đưa cái một bánh xì lên chúc chào. Con xin chào, con đâu là mừng được dự cái bữa cơm thân mật của Cà Đòn Thịnh Lê Sa. 37 năm, đó là một cái thời
sao cha? Nó làm gì lên cái đội quỷ gì trong lấy ảnh ảnh chạy vô từ 1970.
cho đến 2005 vừa qua. Và ngày hôm nay chụp hình, quay phim, con sẽ cho làm đĩa và tặng với cha, với sơ, như là tất cả quý vị và các em của cao niên nào mà cần thì chúng con sẽ tặng để làm cái tiền. Thấy cũng rất là thương tư và cũng mong rằng cái quỹ những ký này nó cũng sẽ giúp cho các em của cao niên nào đó mà muốn có hình ảnh của mình. Bởi vì 1986 con có dán cho nó 5 tờ như vậy là có em như Yên là các em bằng ở đó Thú Loan rồi thì mới có 12 tuổi thôi. Vì vậy cho nên nếu các em của cao niên nào mà cần muốn có những hình ảnh này thì báo cho thầy, thầy sẽ cho.
producer cùng các bạn biết hết. Khi mà ông xem là ông đã làm cái việc của tập thể các cựu cao niên tham gia ca đoàn thì con rất là xúc động, bởi vì có những gia đình 6 người, 7 người đã từng tham gia ca đoàn Teresa trong suốt thời gian từ năm 70 cho đến người chị và người anh tới là người em rồi sau đứa cháu. Thế các bạn con điển hình thì như gia đình của chú Văn Quân thì 6 tới đầu tiên đó là vô là 6 tới rồi tiếp rồi kế cận rồi sau Đỗ Hiền kế tiếp mấy đứa cháu là Thấm, Tho, Thanh, tổng cộng là 8. Nó cũng như gia đình của chú Sáu Quẩn thì đầu tiên đó là chú Hai Thần rồi chú Ba Biên rồi tới 6 Long, 7 Dân, kế tiếp đó là mấy đứa con Hiểm rồi Nhã rồi Đào rồi Dương là mấy đứa cháu cũng ở trong ca đoàn, có đứa thì tạm dừng đang bây giờ. Còn như gia đình của con thì đã 7-8 người rồi mà không nói, nhưng em con là Sáu Quan cũng đã 8 người, Phúc, Âm, Hiếu, Chiếu rồi kế đó là Diễm Kỳ, Diễm Nhi rồi Thùy, Diễm Thu, Thùy Trâm, đó cũng là 8 người. Và còn nữa chẳng hạn như đây là con cũng xin nhớ tới đâu nói tới đó chứ mình không nói hết được, thì như gia đình của cô Hai Ngờ đó thì có chữ đó Thúy, Sáu Hai Chúa đều ở trong ca đoàn đó. Đầu tiên đó là Thúy Phượng, còn Thúy Loan, Thúy Hà, Thúy Quanh đó, còn Thúy Diễm, còn Thúy gì nữa, nó có con thứ sáu là Sao Thúy, Thúy Nga, Thúy Nga nữa, đó là sáu cô chúa đều ở là cao niên ca đoàn đó. Cũng như là bên Bạch Lô, Bạch Dung, Bạch Ngân. Và nếu mà nói là cái chữ đó Quyền á thì có Quyền Linh, Quyền Trang, Quyền Ngân, Quyền Trân là 4 chị em đều trong ca đoàn, cộng với Thanh Tiên, Thanh Dũng là cả gia đoàn. Ở trong gia đình thì có 7 người, 6 người đã trong ca đoàn, thật rất là phải nói là xúc động. Và còn nhiều người nữa, 3 người, 4 người rất là đông. Cho nên khi mà tập hợp lại thì lên cho tới hơn 200 cựu cao niên. Bây giờ đây để nói lên cái tình thương kính thương và cái thiện chí của các đạo thí phụ huynh vì các đoàn và vì phụng sự sứ đạo của điều sứ đạo. Để xin mời đại diện của cái lót chữ Thúy, chữ Thúy lên để giúp vui chương trình. Để xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Yeah.
cứng cho nó những nó động nó được. Đang ngoài tặng gì đó. Ngoài nó bắn cúp cúp gì đó. Thank you.
về đây. Hồi nãy là Thúy thêm lại gì ba em lại gì xin mời là cái đảo hình đó chị đó mẹ hả tại vì mẹ muốn bỏ và như vậy thì gia đình của bạn Thương cũng có người nào người ta người ngắm thu diễn đó và mình đang làm nên một lý là đã đỡ thì Thank you.
đúng năm sáu.
Thank you.
Thank you.